Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Vào sáng 27 tháng 9, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội tiến hành khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ hai theo hình thức trực tuyến. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý dự án luật thi đua, khen thưởng, sửa đổi được thẩm tra tại phiên họp lần này là dự án luật đầu tiên của nhiệm kỳ khóa 15, phải trở thành một hình mẫu tiêu biểu để hiện thực được tầm nhìn cũng như định hướng các chủ trương nâng cao chất lượng công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Phiên họp thứ hai của Ủy ban Xã hội của Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Và theo kế hoạch, phiên họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 tháng 9 và ngày 1 tháng 10. Đây là phiên họp đặc biệt quan trọng của Ủy ban khi xem xét chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đối với các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban. Ngoài ra, Ủy ban thảo luận thống nhất về hành lang pháp lý cho hoạt động của Ủy ban, đó là quy chế hoạt động của Ủy ban, thông qua danh sách của các tiểu ban, đánh giá hoạt động của Ủy ban trong năm 2021 và định hướng cho hoạt động của Ủy ban trong năm 2022, trong đó có hoạt động giám sát. Chuyển sang các thông tin liên quan tới hoạt động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kế hoạch của Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thư kêu gọi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vào sáng nay tại Hà Nội, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Phát động tại buổi lễ, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đợt bùng phát dịch lần thứ tư này, mỗi đóng góp bằng tinh thần và vật chất sẽ tiếp thêm một phần sức mạnh để Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch. Với tinh thần ấy, mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Thông tấn xã Việt Nam đã tham gia quyên góp ủng hộ một ngày lương. Dự kiến toàn bộ số tiền này sẽ được Thông tấn xã Việt Nam chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch như là mua vaccine phòng COVID-19, trang thiết bị y tế, hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng. Công an tỉnh An Giang đã tổ chức trao 2.000 bình oxy y tế cho các khu điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang và 50 tấn gạo cho người dân khó khăn ở các khu phong tỏa do dịch COVID-19 tại huyện Phú Tân. Đây là món quà do Công an tỉnh cùng với một số nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh An Giang chung tay đóng góp để gửi tới người dân khó khăn trong các khu vực phong tỏa tại huyện Phú Tân và hỗ trợ công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh và chăm lo cho người dân gặp khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội thời gian vừa qua. Đồng thời, ông Bình cũng gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh An Giang đã đồng hành cùng với An Giang chung tay hỗ trợ gạo, oxy y tế giúp chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Huyện Phú Tân đang là ổ dịch lớn và phức tạp nhất của tỉnh An Giang kể từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư đến nay, với 10 trên 18 xã thị trấn xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng. Đặc biệt, 3 ổ dịch lớn và phức tạp gồm có ổ dịch tại thị trấn Phú Mỹ, thị trấn Chợ Vàm và xã Phú Lâm. Tỉnh An Giang đang tập trung lực lượng để truy vết, sàng lọc và quyết tâm kiểm soát ổ dịch tại huyện Phú Tân trong 14 ngày sắp tới. Căn cứ vào mức độ nguy cơ từng địa bàn, ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn và khả năng quản lý, kiểm soát dịch bệnh của các huyện, thị, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 15 trên địa bàn toàn tỉnh để vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị, xã xem xét quyết định cho hoạt động trở lại các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu. Các dịch vụ hàng hóa thiết yếu bao gồm có lương thực, thực phẩm, dược phẩm, văn phòng phẩm, xăng dầu, điện nước, nhiên liệu, kinh doanh thức ăn, chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ giáo dục dạy và học trực tuyến, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất. Các địa phương thiết lập, bảo vệ và mở rộng vùng trên địa bàn, thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ đến từng địa bàn tổ dân phố, tổ tự quản, ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp, nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Từ ngày 27 tháng 9, tỉnh Nghệ An đã bắt đầu tăng cường xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, đáp ứng công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Và theo đó, thì đối với công tác xét nghiệm sàng lọc phát hiện F0 tại những khu vực phong tỏa, tỉnh Nghệ An đã quy định phải tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực đối với tần suất 3 lần trong 7 ngày,
ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên, phân loại F0 để chăm sóc, điều trị phù hợp, hiệu quả, ngăn chặn nguồn lây và điều trị kịp thời, triển khai xét nghiệm dứt điểm theo từng địa bàn, đảm bảo không để lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu. Tại các khu vực nguy cơ vùng vàng và khu vực bình thường mới là vùng xanh, thường xuyên triển khai thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ, ngẫu nhiên và luân phiên giữa các khu dân cư khác nhau. Chú trọng các khu vực đã từng xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng, trung tâm thương mại, chợ, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị vận tải. Tỉnh Nghệ An cũng khuyến khích người dân thường xuyên tự đi xét nghiệm để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đối với người có biểu hiện bất thường như là sốt, ho và khó thở, yêu cầu đến ngay trạm y tế cấp xã để khai báo y tế và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên miễn phí và lấy mẫu RT-PCR để gửi các cơ sở xét nghiệm theo hình thức gộp mẫu nhằm góp phần phát hiện sớm, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. Chuyển sang một số thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Trong ngày 27 tháng 9, Công an tỉnh huyện Tiên Lữ, Hưng Yên đã tạm giữ để xử lý hơn 40 đối tượng tụ tập hát karaoke bất chấp quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tổ công tác của Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Công an xã Dị Chế kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Sao Đêm do Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1985, ở thôn Nghĩa Chế làm chủ vẫn hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 41 thanh niên nam nữ bao gồm cả khách và nhân viên của quán đang hát karaoke tại 4 phòng của quán. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Sao Đêm và các trường hợp đã cố tình tập trung đông người, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương điều tra và làm rõ nguyên nhân về vụ cháy khiến cho bố và ba con gái tử vong xảy ra tại thôn Lập Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc có dấu hiệu của việc tự tử. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 9, người dân thôn Lập Thành, xã Thái Hòa đã phát hiện tại gia đình của chị Trần Thị Xuân, sinh năm 1980 đã xảy ra cháy lớn. Người dân phá cửa để dập lửa thì phát hiện trong nhà có 4 người, gồm có anh Nguyễn Hữu Diễn, sinh năm 1973, là chồng của chị Xuân, đã tử vong và ba cháu gái bị bỏng nặng được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó. Theo người dân địa phương cho biết, trước đó vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, anh Nguyễn Hữu Diễn và vợ là chị Trần Thị Xuân đã xảy ra mâu thuẫn. Anh Diễn đã đánh chị Xuân khiến cho chị phải đến điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên, nên lúc xảy ra vụ việc thì chị Xuân không có mặt ở nhà. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hai ngày qua, lực lượng chức năng của huyện Mang Nhang, tỉnh Gia Lai vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn sót lại trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào tối ngày 24 tháng 9 trên địa bàn xã Con Chiêng khiến cho 3 người trong một gia đình gặp nạn. Trước đó vào tối ngày 24 tháng 9, anh Lưu Đình Quỳnh, sinh năm 1987, trú tại làng To Ác, xã Con Chiêng, chở theo hai con là cháu Lưu Văn Anh Tuấn, sinh năm 2015 và Lưu Thị Bảo Ngọc, sinh năm 2017, từ nhà người thân ở làng ta cùng xã về nhà bằng xe máy. Tuy nhiên đến trưa ngày 25 tháng 9 khi đi câu cá ở suối, người dân địa phương đã phát hiện một chiếc xe máy nằm giữa suối, nghi ngờ có người đuối nước nên đã báo chính quyền địa phương. Sau khi tổ chức tìm kiếm dọc suối thì lực lượng chức năng cũng đã phát hiện thi thể của anh Quỳnh vào chiều ngày 25 tháng 9. Tiếp tục tìm kiếm đến sáng ngày 26 tháng 9 thì tìm thấy thêm thi thể của bé trai. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại. Trong ngày 27 tháng 9, Trung tá Nguyễn Hoang, đồn trưởng đồn biên phòng Cửa Đại thuộc biên phòng Quảng Nam đóng tại thành phố Hội An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 tàu cá của ngư dân phường Cẩm Nam về thành phố Hội An có hành vi khai thác đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển ven bờ thành phố. Theo đó, vào chiều ngày 26 tháng 9, lực lượng tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng Cửa Đại tuần tra tại khu vực cách bờ biển Cửa Đại khoảng 3 đến 5 hải lý đã phát hiện bắt giữ 4 phương tiện đang sử dụng giã cào để khai thác hải sản trái phép. 4 chủ phương tiện đều trú tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An. Khi bị phát hiện, nhiều tàu cá đang khai thác giã cào trái phép cắt lưới bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ. Chuyển sang một số thông tin kinh tế, trong ngày 27 tháng 9, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng bến số 5 và số 6 khu bến cảng Lạch Huyện cho công ty cổ phần tập đoàn Hateco.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, đầu tư xây dựng hai bến container với tổng chiều dài 750 mét, tiếp nhận tàu container có tải trọng đến 100.000 tấn, một bến xà lan cùng hệ thống kho bãi hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện. Diện tích sử dụng đất dự kiến là khoảng 47 ha. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký, chủ đầu tư sẽ triển khai các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, dự kiến khởi công trong tháng 12 năm 2021. Với vai trò là đầu mối giao thông đường biển phía Bắc, cửa ngõ ra biển của các tỉnh phía Bắc, việc đầu tư xây dựng các bến sẽ nối dài khu bến cảng Lạch Huyện, phục vụ trực tiếp cho khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu, góp phần phát triển khu bến cảng Lạch Huyện, trở thành cảng cửa ngõ quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đưa hàng xuất khẩu của miền Bắc có thể đến thẳng các thị trường châu Âu, châu Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, cứ mưa là ngập, đường phố trắng thành sông, đó là thực trạng tồn tại gần 2 năm nay trên tuyến đường Ba Lan thuộc phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nguyên nhân dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường này chậm tiến độ, mặc dù chiều dài không đến 1 km nhưng đã thi công gần 2 năm. Ngày mưa thì ngập, còn ngày nắng thì bụi. Hàng nghìn người dân, học sinh, công nhân mỗi lần đi qua đoạn đường này đều cảm thấy nơm nớp lo âu, và nhất là những ngày mưa. Phản ánh của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Mới chỉ 15 phút khi cơn mưa diễn ra, nước đã dâng từ 25cm trở lên. Nhiều đoạn đường lõm đã ngập quá đầu gối. Các phương tiện đi qua đoạn đường ngập sâu thường bị chết máy. Điều đáng nói đây là tuyến giao thông quan trọng với lưu lượng phương tiện qua lại lớn mỗi ngày. Đặc biệt, trên tuyến còn có hai trường tiểu học và trung học cơ sở với hơn 2.000 học sinh, 210 hộ dân và hàng nghìn công nhân của nhà máy đóng tàu Hạ Long thường xuyên lưu thông mỗi ngày. Cứ tầm cỡ 20 phút mưa to là sẽ bị ngập. Đấy, còn từ 20 phút trở lên thì là ngập to rồi. Không cần phải nói là gì cả. Muốn cái đường này nhanh xong. Vì sao? Để đi học cho thuận tiện với tất cả mọi người đi cho dễ. Thế có sửa trong kia với công nhân đi lại. Việc dự án chậm tiến độ, kéo dài thời gian thi công trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông, nhất là trong những ngày mưa kéo dài. Nguyên nhân của tình trạng này là do quá trình cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Ba Lan bị chậm tiến độ. Hiện toàn bộ cống hộp thoát nước ngang đường đã xây dựng xong, nhưng chưa thể đấu nối với tuyến mương thoát nước số 5 của thành phố, do chưa có sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. Mặt khác, trên tuyến đường này đã có một vài hộ dân xây dựng nhà kiên cố ngay trên cống thoát nước của khu dân cư. Miệng cống khiến khẩu độ cống bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. Trong đợt mưa lớn rạng sáng ngày 24 tháng 9, khi nước lên cao, lực lượng chức năng đã phải trực tiếp yêu cầu tháo dỡ nắp cống cùng với vòm miệng cống do hộ gia đình tự ý xây dựng để tiêu thoát nước khẩn cấp. Do vừa rồi do bị ảnh hưởng bởi cái dịch Covid năm 2019, đây là một trong năm dự án bị đình hoãn giãn tiến độ do là thành phố không thu đủ được ngân sách theo dự kiến. Và vừa qua thì thành phố mới và Hội đồng Nhân dân mới thông qua để tiếp tục thực hiện dự án. Do đó là với chúng tôi bây giờ mới có vốn để tiếp tục triển khai dự án. Hiện nay thì phường đang tập trung quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng để tháo dỡ các công trình vi phạm mà xây dựng trên cống để đảm bảo là tiêu thoát nước nhanh nhất cho khu vực. Hiện toàn tuyến có 4 cống ngang đường, thu gom cần đấu nối vào tuyến mương số 5 của thành phố. Phía chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu cố gắng trong tháng 9 này sẽ hoàn thành việc đấu nối để đảm bảo tiêu thoát nước. Đồng thời có giải pháp để thu hồi, giải phóng diện tích của 12 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, cũng như hộ dân xây nhà trên cống thoát nước công cộng để đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo an toàn và tiêu thoát nước cho khu vực. Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của nước này trong năm nay dự kiến đạt khoảng 44.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 6,8 nghìn tỷ đô la Mỹ. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, con số ước tính 44.000 tỷ nhân dân tệ sẽ tăng khoảng 12,5% so với năm ngoái và 8% so với năm 2019. Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng tiêu dùng của Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi ổn định trong quý 4 năm nay. Trước đó, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc thông báo, dữ liệu mới nhất cho thấy doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 8 vừa qua đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên khoảng 3,44 nghìn tỷ nhân dân tệ.
Trung Quốc sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10, thời điểm được coi là tuần lễ vàng do người dân nước này được nghỉ dài ngày. Trong quãng thời gian này, rất nhiều người dân Trung Quốc sẽ đi du lịch và chi tiêu mạnh tay. Trong bối cảnh này, Trung Quốc đang tăng cường giám sát thị trường và giải phóng hàng tồn kho để đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Tiến Trung, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Trung Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông tấn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.